Bài thuốc thần kỳ từ tỏi và mật ong giúp điều trị viêm xoang, viêm mũi và trị ho hiệu quả. Nếu như mà trong gia đình của các anh chị có những ai thường xuyên bị ho này, hay là những cái bệnh về viêm xoang, viêm mũi, đường về hệ hô hấp thì mọi người nên có một cái lọ tỏi ngâm mật ong trong nhà như thế này nhé. Tỏi và mật ong thì đều đã được chứng minh là có rất là nhiều những cái lợi ích dành cho sức khỏe của mình. Và khi mà kết hợp hai loại này với nhau thì chúng ta sẽ thu được 10 cái lợi ích sau đây. Lợi ích đầu tiên đó là tỏi ngâm mật ong sẽ có tác dụng hỗ trợ điều trị viêm xoang, viêm mũi. Lợi ích thứ hai đó là sẽ hỗ trợ điều trị trị ho, cảm cúm và viêm họng. Lợi ích thứ ba đó là giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Thứ tư đó là hỗ trợ điều trị bệnh dạ dày. Lợi ích thứ năm đó là hỗ trợ cải thiện huyết áp. Lợi ích thứ sáu đó là cải thiện sức khỏe của bộ não. Lợi ích thứ bảy đó là hỗ trợ phòng chống ung thư. Thứ tám đó là hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường. Thứ chín đó là tỏi ngâm mật ong còn giúp cho chúng ta đẹp da. Và lợi ích cuối cùng đó là sẽ hỗ trợ giảm cân và giảm cái lượng cholesterol dư thừa ở trong cơ thể của mình. Đó là những cái lợi ích tuyệt vời của tỏi ngâm mật ong dành cho sức khỏe của mình. Cách làm thì rất là đơn giản, bây giờ Lý sẽ hướng dẫn cho mọi người luôn nhé. Rồi bây giờ Lý sẽ hướng dẫn cho mọi người làm tỏi ngâm với mật ong nhé. Rất là dễ luôn. Thì mọi người chuẩn bị cho Lý đó là tỏi tươi khoảng từ 1 cho đến 2 củ này, làm nhiều hơn cũng được. Thứ hai đó là mật ong nguyên chất. Và cái thứ ba đó là một cái lọ thủy tinh. Rồi giờ mình sẽ bỏ qua đây. Đối với tỏi thì mọi người sẽ bóc vỏ và đập dập nó ra, hoặc là chúng ta sẽ bóc vỏ và cắt thành từng lát mỏng nha. Mình sẽ sử dụng cho tỷ lệ đó là khoảng 15g tỏi cho 100ml mật ong. Ở đây thì Lý sẽ sử dụng khoảng 1,5 củ tỏi như thế này. Đối với tỏi thì mọi người có thể bóc vỏ ra rồi mình đập dập, hoặc là mọi người sẽ đập dập rồi mình bóc vỏ ra thôi nhé. Sau khi mà đập dập ra xong thì sẽ bóc hết vỏ ra. Rồi sau khi mà mình đã bóc vỏ xong thì chúng ta sẽ cắt nhỏ ra một chút nha mọi người nhé. Cắt nhỏ ra cho từng cái miếng chúng ta vừa ăn ha. Không cần cắt quá nát đâu mọi người ha. Nhưng mà cũng tùy. Ví dụ như mọi người thích ăn nát hơn thì có thể cắt nát hơn. Thì sẽ cắt nhỏ nó ra như thế này. Cắt đều ra. Cái này Lý làm thì mình sẽ, với cái lượng Lý làm như thế này sau khi thành phẩm thì Lý sẽ dùng được khoảng tầm 1 tuần. Đó, nên là ai muốn làm nhiều hơn, ăn lâu hơn thì mọi người có thể làm nhiều hơn nhé. Rồi, thì sẽ đập dập ra như vậy. Rồi, mình sẽ có cái thành phẩm đó là tỏi đã được bóc sạch vỏ và đập dập ra. Rồi sau khi mà tỏi đã được băm nhỏ ra như thế này thì Lý sẽ cho vào trong hũ thủy tinh. Cái này là Lý làm cho Lý sử dụng nên là mình không cắt quá nhỏ. Nhưng nếu như mà nhà anh chị nào mà làm cho các bé nhà mình dùng, các bé hay bị ho thì chúng ta có thể băm nhuyễn ra hơn nữa để các bé dùng nó dễ, nó không có bị to quá, các bé khó nuốt nha. Rồi cho hết tỏi vào trong cái lọ thủy tinh đã được rửa sạch sẽ và khô ráo. Rồi là Lý đã có từng này tỏi này. Và bây giờ mọi người sẽ cho mật ong ngập tỏi. Hãy sử dụng mật ong nguyên chất để đạt được cái hiệu quả tốt nhất. Ai cũng nên có một cái hũ này ở trong nhà của mình hết ạ. Sẽ rất là tốt đấy các chị, anh chị ạ. Rồi chúng ta sẽ cho ngập cái phần tỏi như thế này. Mọi người có thể cho nhiều mật ong hơn nếu như mình thích nha. Rồi đó, Lý sẽ cho thêm như thế này. Sau đó là chúng ta sẽ đậy lại. Chúng ta đã có được cái thành phẩm đó là tỏi tươi ngâm với lại mật ong. Rồi sau khi mà đã hướng dẫn cho mọi người cách làm xong thì Lý sẽ có cái thành phẩm là như thế này. Và mọi người sẽ đậy kín cái nắp lại và chúng ta sẽ để ở nhiệt độ phòng của mình thôi. Đối với người lớn thì sau khoảng tầm 2 đến 3 ngày là mọi người đã có thể dùng rồi. Tuy nhiên đối với các em nhỏ nếu như mà bị ho thì các bố mẹ sau khi ngâm khoảng tầm 1 tuần để cho cái mùi hăng quả tỏi nó bớt đi rồi cho các bé nhà mình dùng nhé. Cách sử dụng thì rất là dễ. Khi mà mình dùng thì mọi người sẽ mỗi một lần chúng ta lấy một cái muỗng như thế này và chúng ta múc cả tỏi và mật ong uống trực tiếp luôn. Uống tốt nhất là trước bữa ăn khoảng 30 phút. Sau đó thì chúng ta sẽ uống một ly nước ấm thì nó sẽ hỗ trợ tăng sức đề kháng này và cải thiện cái tình trạng ho của mình. Nhưng đối với các em nhỏ thì các bé sẽ chưa uống được nhiều thì các bố mẹ chỉ cho khoảng tầm nửa muỗng hoặc là 1/3 muỗng như thế này thôi. Nếu như mà các bé
bé uống được trực tiếp thì càng tốt, còn không thì các bố mẹ có thể pha loãng ra với nước này cho các bé uống. Còn thêm một cách nữa đó là bố mẹ có thể lấy cái lượng vừa đủ ra cho vào trong chén và hấp vào trong nồi cơm khoảng 10 đến 15 phút để nó giảm đi cái mùi hăng khó chịu, và sau đó thì cho các bé nhà mình sử dụng dần thì rất là hiệu quả cho cái việc giảm ho, nhưng lại không có để lại những cái tác dụng phụ về sức khỏe cho các bé sau này. Và khi dùng cái này thì một ngày chúng ta chỉ nên sử dụng một lần thôi, không nên sử dụng nhiều hơn nhé. Ngoài cái việc mà mọi người uống trực tiếp như vậy á, thì chúng ta cũng có thể sử dụng chung để chấm với bánh mì ăn cũng tốt, hoặc là đối với các chị em nào thường xuyên ăn salad này, ăn chế độ ăn healthy thì mọi người trộn cái hỗn hợp này vào trong những cái salad của mình ăn để nó tăng cái hương vị lên sẽ cũng rất là tuyệt vời đấy. Đó là cái cách mà chúng ta làm tỏi ngâm mật ong cũng như là cái cách sử dụng. Vậy thì sau khi mà chúng ta đã có được cái thành phẩm này rồi thì cái này mình có thể sử dụng bảo quản được trong bao lâu? Đối với lại tỏi với mật ong, nếu như mà khi các anh chị làm và bảo quản ở cái nhiệt độ phòng của mình là cái nhiệt độ thường á, thì mọi người có thể để được trong 1 năm nha, sẽ rất là lâu, bởi vì cái mật ong á, nó sẽ có cái tác dụng chống oxy hóa rất là tốt. Còn nếu như mà ai mà bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh thì mọi người còn có thể để lâu được hơn nữa. Tuy nhiên thì không phải mình cứ để càng lâu thì nó sẽ càng ngon đâu mọi người. Cái phần tỏi và mật ong này á, mình sẽ dùng ngon nhất trong khoảng là 3 đến 6 tháng đầu tiên. Vậy nên nếu như mà mọi người có ý định làm tỏi ngâm mật ong này cho gia đình của mình thì chúng ta có thể căn làm sao sử dụng trong cái thời gian như vậy, hết rồi mình lại làm thêm nhé. Còn nếu như mà anh chị nào thấy Lý chia sẻ cái video này và nhà mình cũng đang có sẵn tỏi và mật ong và ngâm trong khoảng 1 năm đổ lại á, thì mọi người có thể dùng được. Tuy tốt là như vậy, tuy nhiên thì cái này cũng sẽ có một vài lưu ý cho những cái đối tượng sau đây trước khi chúng ta dùng. Thứ nhất là đối với các em nhỏ dưới 1 tuổi thì cũng chưa nên sử dụng. Phụ nữ có thai này, hay là những người bụng yếu, hoặc mà nếu như mà các anh chị đang có dị ứng với bất cứ cái thành phần nào ở trong tỏi và mật ong thì chúng ta cũng nên cân nhắc trước khi sử dụng nhé. Như vậy là hôm nay Lý đã hướng dẫn cho mọi người thêm một cái bài thuốc, thêm một cái mẹo nữa để mọi người có thể chăm sóc sức khỏe của bản thân và gia đình của mình, đúng chưa? Mọi người hãy đăng ký cái kênh YouTube của Thiên Lý để khi mà Lý đăng lên những cái giá trị mới, những cái kiến thức mới thì chúng ta sẽ lại được thông báo và xem những cái video mới Lý chia sẻ mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.